không chỉ núi sông, mồ hôi nước mắt máu hồng trộn pha, một câu Nam Quốc Sơn Hà mà bao thế hệ sông pha chiến trường. Quảng Nam hai tiếng yêu thương, thiết tha tiếng mẹ thu bồn gọi con. Dòng sữa trắng bao con người ấp ủ, ấm áp đêm đông gian nhà nhỏ yên bình. Bước chân em xuyên suốt rừng xanh, đem hạnh phúc đến bao gia đình êm ấm. Xin mượn những câu thơ được trích trong bài thơ Mùa Cao Su Thay Lá của tác giả Hương Tình Yêu để mở đầu cho tập phim tài liệu này. Đó chính là tâm tình của những người trồng cao su, chế ra dòng sữa trắng từ màu mỡ phù sa sông Mẹ, góp phần làm thay đổi cuộc sống của bao số phận con người và những mái ấm gia đình. Những cánh rừng cao su bạt ngàn bên dòng sông Mẹ Thu Bồn đã làm thức dậy cả một vùng đất rộng lớn phía tây Quảng Nam vốn ngủ yên đằng đẵng hàng bao năm nay. Mẹ Thu Bồn cũng đã giang tay che chở cho những người con xứ Quảng trong cuộc hành trình gian nan vất vả, làm xanh lại những cánh rừng bằng cây cao su, loại cây mà hiện tại được mệnh danh là vàng trắng. Có lẽ trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam, khi nhắc đến cây cao su, đều xót xa nhớ lại một thời kỳ đau khổ khi đất nước còn trong đêm dài nô lệ của đế quốc thực dân. Biết bao gia đình, bao số phận con người phải bỏ mạng nơi rừng sâu nước độc vì chính sách cai trị hà khắc của thực dân, nên các đồn điền cao su của Pháp ở miền Nam Việt Nam trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng, khi về bùng beo. Trai đi mất vợ, gái về thêm con. Các tỉnh như Bình Phước, Đồng Nai nổi tiếng với cây cao su từ bao đời nay. Song với Quảng Nam, nó được biết đến và bén duyên khi doanh nghiệp công ty cao su Quảng Nam được thành lập vào năm 1998. Dù có nguồn tài nguyên rừng và đất rừng tương đối phong phú, song quá mới mẻ, nếu không nói là quá xa lạ với người xứ Quảng. Người đàn ông này sinh ra và lớn lên, có nhiều năm công tác tại huyện miền núi Hiệp Đức, nơi được coi là chiếc nôi khai sinh ra cây cao su trên đất Quảng Nam. Tuy xuất thân từ một nhà giáo, nhưng ông lại bén duyên với cây cao su ngay tại vùng căn cứ khu ủy khu 5 trong kháng chiến, địa bàn ác liệt trong chiến tranh, và cũng rất nên thơ khi có con sông Thu Bồn chảy vắt qua. Những vùng đất được sông Mẹ Thu Bồn mang phù sa bồi đắp nay được phủ xanh bằng những cánh rừng cao su xanh ngát. Bắt đầu thành lập công ty từ năm 1998. Mà khi đưa cây cao su về Quảng Nam thì gặp rất là nhiều cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là cây cao su là không phải là cây truyền thống của Quảng Nam. Thứ hai là công nhân lao động mà làm cao su không phải là lao động truyền thống. Cái thứ ba là địa hình, khí hậu, rồi đất đai, nhiều vấn đề. Vì thế cũng như là việc mà đưa cây cao su đầu tư cho dự án cao su tại Quảng Nam là cả vấn đề quyết tâm của toàn đảng bộ cũng như là cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống đến xã mới có thể thực hiện được. Buổi đầu khó khăn trăm bề đến là vậy, song những đứa con được sinh ra và lớn lên từ dòng sữa của mẹ Thu Bồn đã không phụ tình yêu với mảnh đất này, với con sông này. Chịu khó, chịu thương đêm ngày để cao su được trồng và cho trái ngọt đầu mùa. Từ 10 hectare cao su trồng thực nghiệm vào cuối năm 1998, một năm sau ngày tái lập tỉnh Quảng Nam, đến nay, chỉ tính riêng công ty cao su Quảng Nam đã trồng mới được gần 4.500 hectare cao su, trong đó đã có 1.500 hectare cao su đến kỳ khai thác. Còn lại,
đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Sản lượng cao su khai thác đạt đến con số trên 1.500 tấn mủ trong năm. Nếu tính bình quân 90 triệu đồng một tấn mủ cao su, thì bài toán về hạch toán kinh tế trong sản xuất nông nghiệp so với các loại cây trồng khác cao gấp nhiều lần. Những hình ảnh tư liệu này được chúng tôi ghi lại khi lần đầu tiên công ty bắt tay vào khai thác hồi năm 2006. Những ai đã có mặt để chứng kiến những người công nhân hăm hở cầm dao để cào những nhát cào đầu tiên vào thân cây cao su và nhìn những dòng mủ trắng chảy xuôi vào chén hứng đều không khỏi xúc động, sung sướng đến nghẹn ngào. Quả là đất đã không phụ lòng người. Lúc bây giờ tôi rất là mừng, có thể nói rằng là được tổng ty cao su quan tâm hỗ trợ toàn bộ cây giống, rồi hỗ trợ về kỹ thuật và giúp cho cái công ty cao su của Quảng Nam nó hình thành lên được cái 10 hecta cao su đầu tiên ấy. Thì nói chung là nó rất là phù hợp với cái mong muốn của tôi, là bởi lẽ là cái vùng này người dân quá khổ. Nếu mà họ được tham gia trồng cây cao su thì trước hết là họ có thể họ trở thành những người công nhân ở vùng này, họ sẽ có cái thu nhập, họ sẽ cải thiện đời sống, rồi văn hóa, rồi xã hội cũng sẽ được cải thiện theo. Đối với Quảng Nam, ngoại trừ một số diện tích rừng và đất rừng ven sông Thu Bồn tương đối bằng phẳng, còn lại phần lớn đều nằm ở độ cao trên 15 độ. Người trồng cao su Quảng Nam đã mạnh dạn đưa cây cao su vào trồng trên đất dốc. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong khâu thiết kế đào và trồng cao su theo đường đồng mức được phát huy, góp phần chống xói mòn, tạo độ phì cho đất và thuận lợi trong việc chăm sóc khai thác mủ sau này. Các khâu khác như đầu tư thâm canh, áp dụng các biện pháp đồng bộ về kỹ thuật từ khâu làm đất, công tác giống đến trồng, bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, nâng cao độ đồng đều vườn cây cao su cũng được chú trọng, đã rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản và tăng hiệu quả kinh doanh sớm trước một năm, tức là đã rút ngắn được thời gian từ trồng đến khai thác từ 8 năm xuống còn 7 năm. Nếu tính trên 50 triệu đầu tư cho mỗi hecta, mỗi năm trên 4.500 hecta hiện có, thì số tiền làm lợi cũng rất là lớn. Mô hình kỹ thuật này ở Quảng Nam đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đánh giá cao và được nhân rộng trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên. Trong mỗi bước đi gian nan ấy, những người trồng cao su Quảng Nam đã đón được sự quan tâm đặc biệt của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, của lãnh đạo tỉnh và các địa phương đối với đứa con sinh sau đẻ muộn trong ngành cao su nước nhà. Đặc biệt là nhân dân trong vùng dự án đã có sự đồng tình ủng hộ, cộng với sự đoàn kết một lòng, ngày đêm lao động sáng tạo, quyết tâm vượt khó của cán bộ công nhân, người lao động công ty cao su Quảng Nam. Hiện tại, cây cao su đã có mặt tại các nông trường cao su Hiệp Đức, Phước Đức, Đức Phú, Trà Nô, Phước Sơn, Nông Sơn. Từ trên máy bay trực thăng nhìn xuống, ngang qua vùng căn cứ cách mạng khu ủy khu năm xưa là những cánh rừng cao su khép tán. Cách con sông Thu Bồn chạy qua khoảng 15 km về phía tây là khu di tích lịch sử Phước Trà thuộc huyện Hiệp Đức này. Trong những năm 1973-1975, khu ủy khu 5 dưới sự chỉ đạo của đồng chí Võ Chí Công đã đề ra kế hoạch cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Trong kháng chiến, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số như Ca Dông, Mân Ông luôn một lòng sắt son với Đảng, với Bác Hồ. Hầu hết bà con ở đây đều lấy họ Hồ đặt tên cho mình để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ của dân tộc. Đời cha mẹ hồi trước như là vùng cách mạng, căn cứ cách mạng như là hoạt động ở đây như là thời đại đó. Cho nên là sinh con phải đặt theo lệ của Bác Hồ, vì Bác Hồ lãnh đạo cả nước. Cho nên là chúng tôi như là ở đây như là
vùng sâu vùng xa như vậy là phải theo cách mạng đến cùng, gọi là sinh con rồi gọi là đặt Hồ, Bác Hồ, rồi họ tên cũng như Bác Hồ như thế. Nếu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, người dân tộc Ca Dông, Mơ Nông nơi đây đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến thành công, thì nay cũng chính họ đã cùng chung tay với nông trường, với công ty, làm nên sự đổi đời cho chính cuộc sống của họ và của quê hương họ. Trước đây là dân làm nông, làm rẫy liền cực khổ. Mỗi năm chỉ được cơm, gạo ăn được 6 tháng, 6 tháng đó 6 tháng no. Thì trong thời gian nhà nước mà đầu tư trong vùng căn cứ khu ủy khu 5 này thì cho số dân công nhân của xã Sông Trà thì được nhận khoáng. Thì từ hồi nhận khoáng đến trưa là dân hiện nay đang được càng ngày càng đi lên, tiến bộ, thì phát triển kinh tế gia đình càng ngày càng vững mạnh. Nguyễn Thị Phượng và nhiều chị em công nhân khác ở nông trường cao su Hiệp Đức này đã không giấu được niềm vui khi nói về công việc làm ăn của mình. Chứng kiến được những nỗi nhọc nhằn gian khó ở buổi đầu, những người nữ công nhân mặc áo xanh đã có thể vững tin hơn vào công việc của mình. Cô công nhân với đôi bàn chân nhỏ thả hồn theo tiếng gọi rừng chiều, xương ướt lạnh vai, lội suối lại leo đèo, vẫn tần tảo gom nhặt từng giọt sữa. Dòng nhựa trắng hôm nay là sự kết tinh bao mồ hôi công sức, thành quả của bao người. Đi từ không đến có, đời sống vật chất tinh thần của trên 1.700 cán bộ công nhân lao động, trong đó có gần 550 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, ngày càng được cải thiện và không ngừng nâng cao. Các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, phong trào luyện và thi tay nghề khai thác mủ cao su giỏi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được tổ chức ở các nông trường, góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống tinh thần trong công nhân, lao động. Qua các hoạt động này, những gương sáng, những điển hình tiên tiến trong các phong trào được suy tôn, tuyên dương, khen thưởng. Bây giờ, nhiều vùng đất nằm dọc hai bên bờ sông Thu Bồn được phủ xanh bởi những cánh rừng cao su bạt ngàn. Đại bộ phận người dân khi tham gia trồng cao su đều có cuộc sống khấm khá. Với họ, muốn làm ăn, làm giàu, muốn trồng được cao su để cao su cho mủ, cho vàng trắng, phải nắm bắt khoa học kỹ thuật. Họ đã rất tự hào khi nói về cây cao su, về quê hương có con sông Thu Bồn chảy qua. Khu này hồi trước như là họ ta như là một bài hát cùng con sông Thu Bồn, nó đẹp, rồi nó thẳng, rồi dân như vậy là nó theo dốc đường Thu sông Thu Bồn, cho nên nó ta một câu bài như là làm chi làm cùng về Hiệp Đức, làm chi làm phải nhớ con sông Thu Bồn. Dọc theo hai bờ sông mà nhất là vùng Hiệp Hòa, sông Trà, Phước Trà, rồi Quế Lưu là những cánh rừng cao su bạt ngàn, nó cũng đã trải cho một cái thảm xanh, nó nối lại cho một cái dòng sông Thu Bồn nó hiền hòa như thời trước. Tất nhiên là nó chưa được như thời trước đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng vừa kết hợp với trồng rừng, trồng cao su thì nó cũng tạo lên một cái dáng dấp cho con sông Thu Bồn nó trở lại thơ mộng như những ngày trước. Ở Quảng Nam, một thời việc tàn phá cây rừng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy Thu Bồn. Dòng Thu Bồn mang phù sa bồi đắp cho nhiều vùng quê màu mỡ, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, rừng bị khai thác đến cạn kiệt và chúng ta cũng đã đánh đổi bằng những bài học từ thực tế này. Trên nhánh sông nhỏ này chảy xuôi góp nước cho sông Thu này, ngày ngày hàng trăm con người đã và đang cần mẫn với núi đồi, vận chuyển cây con giống, đem tiến bộ khoa học kỹ thuật lên các vùng đồi khai khẩn, lập lô trồng và chăm bón cây cao su. Trong buổi hoàng hôn chiều tà nơi miền Sơn Cước, trên bến sông này, khi kết thúc một ngày làm việc, nhưng ở đây, trong câu chuyện tâm tình giữa những cán bộ nông trường và người dân, dường như vẫn mặn mà, đau đáu,
sâu nặng một chữ tình. Cái đầu tiên là cái lòng người, cái tình người và cái lòng người. Anh đến nơi nào, anh làm cái gì mà anh không có sự ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân, của đồng bào địa phương thì dứt khoát anh không làm được. Cho nên cái điều tôi tâm đắc nhất và đến hôm nay cây cao su đứng vững ở trên mảnh đất huyện Nông Sơn này thì cũng chính là lòng người. Lòng người bây giờ phải nói là rất tốt, bà con có sự đùm bọc rất lớn, rất tốt. Và cán bộ nhân viên chính là những con em của bà con ở tại địa phương. Cho nên người ta là rất thông cảm, người ta rất sẻ chia. Bên cạnh đó có những cái gì vướng bận thì người ta cũng sẵn sàng cùng với lại là nông trường để giải quyết. Hiện nay là bà con mình ôm hiểu hết cái vấn đề, cái quy trình kỹ thuật của cây cao su. Và cái cây cao su là cái cây là có cái cây công nghiệp, cho nên cái độ hỏi kỹ thuật cao, mà từ cái trình độ mà lạc hậu lâu nay ở trong vùng sâu vùng xa của đồng bào mình, mà hiện nay đồng bào mình rất là ôm hiểu, rất là tự là ngồi cao su để điền ra là đồng bào mình còn trồng thêm tiểu điền nữa, thì thấy là tâm đắc nhất là cái đời sống phát triển của vùng sâu vùng xa của vùng cái địa cách mạng. Khi thực hiện những thước phim tài liệu này, chúng tôi gặp Tạ Văn Tây, quê ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Quê Tây có con sông Trà Khúc, đến lập nghiệp ở Hiệp Đức, anh lại gặp con sông Thu Bồn và từ đó gắn bó cuộc đời mình với những cánh rừng cao su của nông trường cao su Hiệp Đức. Tạ Văn Tây tâm sự. Quê em thì có sông Trà Khúc cũng rất là thơ mộng, nhưng khi đến miền đất Hiệp Đức là có con sông Thu Bồn cũng không kém phần thơ mộng. Là hy vọng rằng là người dân mình và đặc biệt là tất cả các anh em công nhân chúng tôi là sẽ luôn luôn bám đất giữ rừng và phát triển kinh tế. Có lẽ em lập nghiệp ở nơi đây vì cây cao su là đem lại cái đời sống kinh tế ổn định với em. Đối với người dân Quảng Nam đó, thì con sông Thu Bồn nó như là cái phần hồn, nó như là một cái gì đó rất thân thương. Đến cái mức mà ta gọi nó là mẹ Thu Bồn. Những cái gì liên quan đến sông Thu Bồn thì nó cũng liên quan đến Quảng Nam. Và sau này nếu như Quảng Nam phát triển được hay không thì cũng là phụ thuộc vào cách ứng xử của người dân Quảng Nam, lãnh đạo chính quyền Quảng Nam đối với con sông Thu Bồn này. Và nếu chúng ta đối xử với nó tốt thì nó sẽ đem lại cho Quảng Nam chúng ta sự giàu có, sự phát triển. Và cũng vì cái ý nghĩa đó cho nên cái việc phát triển cây cao su ở Quảng Nam theo tôi cũng là một cái cách xử lý đối với con sông Thu Bồn. Và như vậy thì toàn bộ cái nguồn nước của sông Thu Bồn ở thượng nguồn chúng ta phải làm sao giữ được. Thì việc trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, trong đó có việc phát triển cây cao su ở cái vùng trung du miền núi của Quảng Nam thì theo tôi cũng là một cách trong nhiều cách để chúng ta quản lý bảo vệ tốt hơn cái lưu vực của sông Thu Bồn. Bài học rút ra có ý nghĩa mang đậm nét nhân văn sâu sắc hơn cả là bài học từ lòng dân. Trong quá trình phát triển đi lên của mình, công ty đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, trong đó có hàng trăm lao động là người dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, hạn chế nạn phá rừng và cùng địa phương tham gia giải quyết một số vấn đề như học hành, chữa bệnh, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống tinh thần cho nhân dân. Bộ mặt nông thôn miền núi được khởi sắc, phát triển cây cao su không chỉ góp phần tích cực vào giải quyết có hiệu quả tiềm năng đất đai và lao động, mà còn phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tăng thêm cảnh quan môi trường sinh thái cho khu căn cứ cách mạng. Đi liền với phát triển vùng cây cao su, nhiều công trình phúc lợi dân sinh như hồ chứa nước thủy lợi, hệ thống mạng lưới giao thông trong vùng dự án được xây dựng, giải quyết cơ bản cho việc sản xuất phát triển và lưu thông hàng hóa đi lại cho đồng bào vùng sâu, vùng xa xôi hẻo lánh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các công trình thiết yếu vừa tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh của đơn vị, vừa thiết thực phục vụ dân sinh trên địa bàn. Có cao su là có đường. Cây cao su đến đâu, mở đường đến đó. Những con đường đầy tình nghĩa, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trong quá trình phát triển, hội nhập. Qua đó, đã tạo dựng được niềm tin vào các cấp ủy đảng chính quyền,
nhân dân nhiều địa phương đã rất ủng hộ và tích cực hưởng ứng chủ trương phát triển cây cao su trên địa bàn. Chặng đường đã qua là một chuỗi ngày đầy gian nan thử thách, nhưng nhờ sự đoàn kết đồng lòng, kiên trì phấn đấu, cán bộ công nhân lao động của các nông trường đã vượt qua bao khó khăn gian khổ, biến vùng đất hoang tàn vì chiến tranh năm xưa trở thành một vùng cao su Quảng Nam đầy tiềm năng. Ở đây thể hiện rõ quyết tâm kiên trì trụ vững, đồng tâm hiệp lực, lớp sau kế tiếp lớp trước, không ngừng khắc phục khó khăn gian khổ, phấn đấu vươn lên, ngay cả những lúc khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được của tập thể cán bộ công nhân lao động các nông trường. Sản xuất nông nghiệp nói chung và cây cao su nói riêng tức là cũng tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro chứ không phải không, nhưng mà coi như là cái quan tâm đầu tiên của những nhà quản lý thì phải lưu tâm là đến tức là phải đón đầu được và phải làm xây dựng một cái khối đoàn kết nhất trí rất là cao từ công nhân lao động, từ anh em cán bộ để mà làm thế nào là coi như là vượt qua khó khăn, vượt qua thử thách. Trong các chuyến công tác tại các địa phương huyện miền núi của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều luôn khẳng định việc trồng cây cao su trên những địa bàn miền núi như Quảng Nam đã mở ra hướng xóa nghèo bền vững cho người dân. Đặc biệt, các đồng chí rất vui mừng khi chính con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng kháng chiến năm xưa bây giờ đã trở thành những công nhân của các nông trường cao su. Thì cây cao su nó đã đứng chân ở Quảng Nam hơn 10 năm nay. Nó cũng đã được tôi luyện. Và trên thực tế thì nó đã có những mô hình tốt. Nó đã chứng minh được tính hiệu quả ở trên cái vùng đất của Quảng Nam. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là tập trung phát triển cây cao su trong thời gian tới. Để làm sao như cái quy hoạch của địa phương đó, thì đến năm 2015 cố gắng phấn đấu được khoảng 20.000 hecta cây cao su đứng. Còn cách làm như thế nào đó thì mỗi địa phương một kiểu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có một cái quan điểm chỉ đạo thống nhất là kết hợp giữa phát triển cao su đại điền với cao su tiểu điền. Làm sao giữa hai cái mô hình này đã phải gắn kết với nhau một cách chặt chẽ. Cái mô hình này hỗ trợ cho mô hình kia phát triển. Nhưng mà trong giai đoạn đầu đó thì cái cây cao su đại điền là tập trung phát triển trước một bước. Đầu tiên là cái giải pháp về đất đai thì cũng đã giữa tập đoàn với tỉnh và các công ty ở trên địa bàn cũng đã có làm việc thống nhất ở một số những cái vùng đất của quy hoạch trồng cao su. Các công ty chúng tôi cũng đang chỉ đạo cho các công ty đã thực hiện những cái bước tiếp theo trong cái việc mà nhận đất để mà phát triển trồng cao su. Thứ hai là về vấn đề tài chính thì trong cái nguồn vốn của tập đoàn chúng tôi cũng đã bố trí cái nguồn vốn để cho cái phát triển cây cao su trên đây. Thứ ba là chúng tôi cũng lo cái việc đào tạo nguồn nhân lực. Cây cao su đã làm xanh những cánh rừng một thời bị chiến tranh tàn phá hủy diệt, những sườn đồi còi cọc đánh thức sự phát triển của những bản làng, làng quê phía tây xứ Quảng bao đời nay chìm ngập trong đói nghèo, lạc hậu. Những nông dân chân lấm tay bùn nay trở thành những người công nhân làm chủ mảnh đồi của mình, từ chỗ trắng tay quanh năm không biết làm gì ra đồng tiền mặt, nay thu nhập mỗi tháng hàng chục triệu đồng. Tất cả đều nhờ vào cây cao su. Cây cao su trồng được và cho hoa kết trái trên vùng đồi núi, độ dốc cao ở Quảng Nam đã thúc đẩy nhanh lộ trình thực hiện chủ trương công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, mở ra hướng đi mới, cứu cánh cho người nông dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của các địa phương vùng Trung Du, miền núi trong tỉnh. Bên những vùng đất, những cánh rừng dọc theo đôi bờ sông Mẹ Thu Bồn lộng gió hôm nay, hàng ngàn hộ gia đình và đội ngũ những cán bộ công nhân, người lao động của các nông trường cao su Quảng Nam đã và đang ngày đêm vun trồng để những cánh rừng cao su bạt ngàn được xanh mãi. Từng giọt mồ hôi đổ xuống đất này, từng dòng nhựa trắng chảy ra để màu xanh những cánh rừng cao su tiếp tục được trải dài, chắp cánh cho những kỳ vọng ước mơ, những bài ca hy vọng
hy vọng về một sự đổi đời trên quê hương xứ Quảng, nuôi dưỡng mạch nguồn sông Mẹ Thu Bồn. Một thế hệ công nhân mà đa phần là con em nông dân đã làm chủ mảnh đồi và biết tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật trong làm ăn, làm giàu một cách chính đáng từ những cánh rừng cao su. Xin cảm ơn em, người công nhân lao động, mang lại niềm vui cho cuộc sống bao người. Đi giữa rừng chiều, tôi thầm gọi em ơi. Mỗi tuổi đời em là mỗi mùa cao su thay lá. Anh đi bên em giữa rừng cao su, từng hàng cao su nổi tít bạc ngàn. Hương hoa cao su thoảng đưa sóng gió cho lòng em ngây ngất đắm say. Tay em khơi tuông những dòng nhựa trắng, dòng nhựa tinh khôi như sữa mẹ hiền. Bao nhiêu yêu thương mẹ chiều trận ca cho đàn con, nên vóc nên hình